Chào mừng quý vị đến với chương trình Sống Dây Sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Chung tay giúp chị em phụ nữ vùng biên Quảng Bình khôi phục lại sản xuất. Ngày hội lan tỏa yêu thương, nâng cao nhận thức, giáo dục bằng tình yêu thương con trẻ. Hàng trăm người ghé thăm nơi bà Kamala Harris liên danh tranh cử với ông Joe Biden từng sinh sống. Thưa quý vị, sau mưa lũ, cuộc sống của người dân vùng biên tỉnh Quảng Bình đang gặp muôn vàn khó khăn, nhất là với chị em phụ nữ. Vì vậy, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cùng với những nhà hảo tâm trong cả nước đã chung tay cứu trợ giúp chị em phụ nữ vùng biên khôi phục lại sản xuất. Trường Sơn là xã biên giới vùng núi của huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Gần 60% dân số là người dân tộc Ru, dân Kiều. Sau trận lũ lụt lịch sử vừa qua, mọi con đường và các bản đều đã bị hư hỏng, nhiều nơi vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Tầm nhiều, thức ăn đồ rồi là đường xá khó khăn. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình đã đóng góp và kêu gọi ủng hộ để nấu hàng trăm ngàn suất ăn, kịp vận chuyển đến cho người dân ở những nơi ngập nặng. Họ đã tiếp nhận và trao tặng gần 1,2 tỷ đồng tiền mặt, gần 100 tấn gạo, hàng ngàn thùng mì gói cùng hàng hóa thiết yếu cho bà con. Sau lũ này, thì đặc biệt là đối với các chị em hội viên phụ nữ vùng biên, thì chúng tôi sẽ tạo và đưa về những cái sinh kế như là hỗ trợ giống, gia súc kế như vậy để cho bà con khắc phục cái khó khăn sau lũ. Với sự chung tay góp sức của cộng đồng, phụ nữ vùng biên và người dân Quảng Bình có thêm động lực để nỗ lực vượt qua khó khăn. Tiếp theo chương trình là các thông tin lạc quan trong lĩnh vực kinh tế, mà trước hết là một thống kê từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ước tính trong 10 tháng năm nay thì các khu công nghiệp, khu kinh tế trên cả nước thu hút được 591 dự án đầu tư nước ngoài FDI với số vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt khoảng 8,3 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, tổng số dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hiện nay là 10.055 dự án với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 198 tỷ đô la Mỹ. Cả nước hiện có 369 khu công nghiệp được thành lập, với tổng diện tích đất tự nhiên đạt hơn 113.000 ha, diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê đạt khoảng 73,6.000 ha, chiếm khoảng 65% diện tích đất tự nhiên. Với việc nâng mức giảm trừ gia cảnh và việc giảm quản thuế, cả nước có khoảng 1 triệu người sẽ không phải nộp thuế thu nhập nữa. Theo đó, nâng mức giảm trừ gia cảnh với đối tượng nộp thuế từ 9 triệu đồng lên 11 triệu đồng một tháng, tức là thu nhập ở mức 132 triệu đồng một năm. Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc được nâng từ mức 3,6 lên 4,4 triệu đồng một tháng. Tổng cục thuế cho biết với mức nâng này, những người có thu nhập cao hơn ở bậc 2, tức là thu nhập 185 triệu đồng một năm, bậc 3 hơn 237 triệu đồng một năm sẽ được giảm số tiền đóng thuế. Hôm qua, Ngày hội Lan tỏa yêu thương năm 2020 đã diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa. Sự kiện nhằm nâng cao nhận thức của cha mẹ, thầy cô giáo về loại bỏ những hình thức trừng phạt thể chất, tinh thần đối với trẻ em, tạo môi trường để cho trẻ bày tỏ ý kiến. Hơn 200 thiếu niên đã hăng hái tham gia các hoạt động như vẽ tranh, làm thiệp nhắn gửi thông điệp yêu thương, trò chơi tương tác, giao lưu với ca sĩ. Đây là dịp để các bạn nhỏ và gia đình tìm hiểu về quyền trẻ em, thúc đẩy phương pháp giáo dục không bạo lực. Em lại rất là thích ba mẹ giáo dục theo cái chiều hướng mà gọi là nhắc nhở qua lời nói nhẹ nhàng và không có quát mắng hoặc là đánh đập. Cái việc mà trừng phạt trẻ là mang lại rất là nhiều cái tác hại về thể chất tinh thần cho trẻ. Chính vì vậy nên chúng ta hãy ngừng vung tay mà chúng ta hãy giơ tay ra để chúng ta ôm trẻ, chúng ta lắng nghe trẻ nhiều hơn. Chúng tôi muốn lan tỏa những phương pháp giáo dục tích cực đến tất cả các quý vị phụ huynh, người chăm sóc trẻ, các thầy cô giáo. Mong muốn rằng là quý vị hãy giáo dục con trẻ bằng những phương pháp tích cực mà thay thế tất cả những cái biện pháp mà phải dùng đòn roi hay quát mắng. Ban tổ chức cũng đã phát động thử thách 21 ngày, chuyện nhà mình giáo dục bằng yêu thương, cam kết không đánh, quát mắng con, giáo dục tích cực, không sử dụng bạo lực. Một hoạt động xã hội khác cũng diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh nhưng dành cho phụ nữ, nhằm tạo cơ hội khởi nghiệp cho hơn 200 chị em. Câu lạc bộ phụ nữ khởi sự kinh doanh đã chính thức ra mắt tại quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng chục những sản phẩm khởi nghiệp cũng được giới thiệu đến khách tham quan.
Câu lạc bộ sẽ là nơi sinh hoạt, định hướng cũng như hỗ trợ vốn cho các chị em phụ nữ, nhất là trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Các lớp học nghề miễn phí cũng đang được tổ chức, góp phần đáng kể trong vấn đề giải quyết lao động thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đồng hành, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau để các chị em phát triển kinh tế và định hướng giúp các chị em, tư vấn giúp các chị em là tạo ra một cái nghề gì đó và để mà mình kinh doanh buôn bán. Những sự kiện bán hàng, phiên chợ cuối tuần sẽ được tổ chức hàng tháng để quảng bá các sản phẩm của các thành viên câu lạc bộ. Dịp này, ban chủ nhiệm câu lạc bộ cũng đã ký kết với các doanh nghiệp thành viên về việc không sử dụng các sản phẩm nhựa sử dụng một lần, bọc ni lông nhằm góp phần bảo vệ môi trường. Trong phần tiếp theo, khống chế đám cháy tại nhà máy gỗ sau 3 ngày bị lửa hoành hành. Xe ô tô lao xuống vực khiến 7 người bị thương tại đoạn đường quanh co huyện Đồng Văn, Hà Giang. Chương trình sẽ được tiếp tục với các thông tin an ninh trật tự. Đến chiều tối hôm qua, sau 3 ngày nỗ lực dập lửa, đám cháy tại nhà máy gỗ ở khu kinh tế Dung Quốc, Quảng Ngãi đã được khống chế. Hàng trăm cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng với các công nhân đã cùng nhau kiên trì dập lửa. Trước đó, ngày 5 tháng 11, ngọn lửa bùng phát tại nhà máy sản xuất viên nén gỗ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hào Hưng. Do bồn xi lô chứa viên nén gỗ và cao đến 36 mét nên rất khó tiếp cận. Lửa than liên tục chảy thành dòng từ trên bồn xi lô xuống dưới khu vực nhà xưởng. Suốt 3 ngày đêm, hàng trăm cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy thay phiên nhau tham gia dập lửa. Được biết, cơn bão vừa qua đã khiến nhà máy bị tốc mái, hư hỏng nặng. Hiện các lực lượng đang tiếp tục khống chế dập tắt hoàn toàn vụ hỏa hoạn. Ngày 8 tháng 11, Công an huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang cho biết các đơn vị chức năng đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại thôn Bản Mồ, thị trấn Đồng Văn. Vào trưa hôm qua, chiếc xe ô tô UAT lao xuống vực khiến cho 3 người tử vong tại chỗ và 4 người bị thương. Địa điểm xảy ra tai nạn là đoạn đường quanh co, có độ dốc cao. Ngay khi tai nạn xảy ra, Công an huyện Đồng Văn và các lực lượng chức năng đã có mặt ở hiện trường, khẩn trương đưa những người bị thương vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn. Ba người tử vong là bà Nguyễn Thị Hoài Thương, sinh năm 1973, bà Nguyễn Thị Minh Tuyết, sinh năm 1962, bà Nguyễn Thị Phương Dung, sinh năm 1970, đều là khách du lịch đến từ thành phố Đà Nẵng. Bốn người bị thương bao gồm lái xe quả tạm trú tại thị trấn Đồng Văn, ông Trần Nhãn Triết, 62 tuổi, Trần Công Thịnh, 26 tuổi, Nguyễn Đăng Duy, 22 tuổi, đều trú ở thành phố Đà Nẵng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra lệnh bắt giữ Lê Mai Anh hay còn gọi là Trúc Nhị. Đây là một trùm cho vay nặng lãi ở Thái Bình. Trước đó, khoảng 23 giờ 40 phút ngày 6 tháng 11, Công an thành phố Thái Bình nhận được đơn trình báo của anh Giờ ở phường Tiền Phong về việc có hai người đàn ông đi xe máy đến ném sơn vào cửa, tường nhà và các hộp sản phẩm yến sào của nhà anh. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Mai Anh, Hoàng Long Bách và Đỗ Văn Hùng để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. Lê Mai Anh thường gọi là Trúc Nhị, từng có nhiều tiền án tiền sự chuyên cho vay nặng lãi. Bách và Hùng được biết đến là con nuôi của Trúc Nhị. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Tiếp theo trong phần sau, các nhà khoa học Thụy Điển truy tìm dấu vết của virus corona từ nước thải. Sotheby's mở bán đấu giá trực tuyến nhiều vật phẩm liên quan đến dòng phim Điệp viên 007. Trở lại chương trình với các thông tin quốc tế. Truyền thông Mỹ đã đưa tin về chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống và người liên danh tranh cử với ông là bà Kamala Harris đang thu hút nhiều sự chú ý. Ngôi nhà của bà từng sinh sống khi còn nhỏ đã thu hút hàng trăm người ghé thăm. Nơi bà Kamala Harris từng sống khi còn nhỏ là một khu phố yên tĩnh ở Berkeley, bang California. Ngôi nhà hai tầng này giờ đây đã trở thành một trường học Montessori, một phương pháp dạy trẻ em học thông qua các giác quan. Sau khi có thông tin về chiến thắng của ông Biden và bà Harris, hàng trăm người đã đổ về đây dùng phấn, vẽ tranh và viết thông điệp chúc mừng. Thật tuyệt vời khi biết rằng sự thay đổi đã bắt đầu và lớn lên từ đây, tại khu phố của chúng tôi. Còn tại làng Thulasenrapuram, bang Tamil Nadu, Ấn Độ, quê ngoại của bà Harris, người dân cũng đã đốt pháo và mở tiệc ăn mừng chiến thắng của bà. Đây là một ngôi làng nhỏ, nhưng việc Harris trở thành phó tổng thống Mỹ là một thành tựu lớn và khiến chúng tôi rất vui và tự hào. Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin về chiến thắng của ứng cử viên đảng Dân Chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Bà Kamala Harris qua đó sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên, người da màu và người Mỹ gốc Ấn đầu tiên giữ cương vị phó tổng thống Mỹ.
Các nhà nghiên cứu Thụy Điển đã tìm ra dấu vết của virus corona từ nước thải. Việc lấy mẫu nước thải tại 3 cơ sở thủ đô Stockholm bắt đầu vào giữa tháng 4, sau khi các nghiên cứu cho thấy có thể phát hiện dấu vết của virus trong nước thải. Tuy nhiên thì đây là lần đầu tiên kết quả được công bố rộng rãi. Một phân tích về nước thải tại trung tâm nước của Viện Công nghệ Hoàng gia Thụy Điển cho thấy số ca nhiễm COVID-19 đã tăng lên trong tháng 9 tương đương với mức ở tháng 5. Qua việc đo lường virus từ nước thải có thể thấy sự gia tăng rõ ràng về số trường hợp nhiễm COVID-19. Điều đó không phải là do có nhiều người được xét nghiệm hơn. Xét nghiệm nước thải có thể cung cấp những hiểu biết quan trọng về sự lây lan của căn bệnh này mà không cần phải thực hiện các xét nghiệm cá nhân trên diện rộng. Những phân tích từ nước thải có thể phát hiện ra mức độ nhiễm trùng sớm hơn một chút so với thông thường. Phải mất một thời gian thì bệnh nhân mới phát bệnh, đăng ký kiểm tra và nhận kết quả. Một điều chắc chắn là kiểu phân tích nước thải này tiết kiệm hơn. Chúng cung cấp thông tin có giá trị khi có thể kết hợp với các thông số khác. Người dân có thể đổi xe ô tô cũ để được giảm giá khi mua các phương tiện chạy bằng điện hay sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Chương trình được chính phủ Litva triển khai với mục đích bảo vệ môi trường đã thu hút gần 10.000 người tham gia chỉ sau vài tháng. Khi nộp xe ô tô đã qua sử dụng, người dân Litva có thể được hỗ trợ tối đa 700 euro khi mua xe đạp điện, 400 euro khi mua xe đạp thông thường và xe scooter, 1.000 euro khi mua xe máy điện. Nếu không mua phương tiện mới, người dân có thể được giảm giá khi mua vé năm cho các phương tiện giao thông công cộng. Lượng khách liên hệ cửa hàng đã tăng gấp 3 lần so với trước. Không phải ai cũng mang xe đến, nhưng họ rất quan tâm đến chương trình này. Lượng khách đã tăng lên, một phần do chương trình, một phần do đại dịch khiến nhu cầu sử dụng xe đạp tăng. Để tham gia chương trình này, người dân phải cung cấp đủ giấy tờ cần thiết. Chính phủ Litva đã phân bổ 5 triệu euro cho chương trình này khi triển khai và vừa bổ sung thêm 3 triệu euro. Trong quá trình đào đất xây công trình điện gió tại Biertico thuộc vùng Brandenburg, nước Đức, người ta đã tình cờ phát hiện bộ xương của một xác úp nữ. Theo các nhà khoa học, thì quý bà Biertico rất có thể đã sống từ 3.400 đến 3.300 năm trước công nguyên. Người phụ nữ này qua đời ở độ tuổi 40, có lẽ cùng thời với người băng Ozzy. Xác ướp được phát hiện vào năm 1991 ở biên giới giữa Italia và Áo. Đó là một xác ướp tự nhiên. Điều này có nghĩa là không chỉ xương được bảo quản mà còn tất cả thành phần hữu cơ, thông qua da, nội tạng. Quần áo cho thấy người phụ nữ được chôn cất trong thời kỳ đồ đá mới cách đây hơn 5.000 năm, trong tư thế ngồi xổm. Đây là một trong những hình thức chôn cất người chết lâu đời nhất. Phát hiện này cũng cho thấy vào thời điểm đó, ngũ cốc đã được dùng làm thực phẩm và sử dụng làm phương tiện thanh toán. Các cuộc kiểm tra bổ sung sẽ được tiến hành để xác định người phụ nữ này là người bản địa hay dân di cư. Nhiều vật phẩm liên quan đến dòng phim Điệp viên Chambon nổi tiếng đang được nhà đấu giá Sotheby's mở bán trực tuyến. Sự kiện dự kiến sẽ thu hút nhiều sự quan tâm sau khi Sean Connery, người đầu tiên đóng vai Điệp viên 007 qua đời cách đây hơn một tháng ở tuổi 90. Gần 200 vật phẩm được bán đấu giá nằm trong triển lãm Born and Born Street do Sotheby's tổ chức. Đáng chú ý trong số đó là tấm poster đầu tiên của Dr. No, bộ phim James Bond đầu tiên ra mắt năm 1962. Vật phẩm này ước tính sẽ được bán với giá lên đến 25.000 bảng Anh, gần 33.000 đô la Mỹ. Từ năm 1962 đến năm 1983, vai điệp viên 007 trên màn ảnh do Sean Connery đảm nhận. Sean Connery được xem là diễn viên vào vai James Bond xuất sắc nhất. Vì ông ấy không may qua đời đã ảnh hưởng đến việc sưu tập những poster. Những poster phim của ông ấy giờ đây đã trở nên rất hiếm. Trong số những vật phẩm được bán còn có chiếc Aston Martin đời năm 1964 gắn liền với điệp viên 007, hay những quyển sách liên quan đến Anne Fleming, tác giả sáng tạo nên nhân vật James Bond. Phiên đấu giá dưới hình thức trực tuyến của các vật phẩm sẽ kết thúc vào ngày 12 tháng 11. Tối qua, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại tòa nhà Hiệp Thành City The Parkland ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Một bé trai rơi từ trên cao xuống đất dẫn đến tử vong. Cơ quan chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ ngày 8 tháng 11, người dân sống xung quanh khu vực nghe tiếng động lớn, sau đó đến kiểm tra và phát hiện thi thể một bé trai. Theo đó, nạn nhân được xác định 6 tuổi, bị rơi từ tầng 8 của chung cư. Tại hiện trường, thi thể của bé không còn nguyên vẹn. Đến 21 giờ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường, đưa thi thể của em về nhà xác. Người dân tập trung rất đông để theo dõi vụ việc. Được biết, cháu bé sống cùng gia đình tại tầng 8 của chung cư trên. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra. Đêm qua 8 tháng 11, áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 12 trong năm 2020 và có tên quốc tế là Ethan.
Hồi 4 giờ ngày 9 tháng 11, vị trí tâm bão cách đảo Sông Tử Tây khoảng 180 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây. Mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 10 tháng 11, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận khoảng 120 km về phía đông. Khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh nên từ chiều nay, ngày 9 tháng 11 đến 12 tháng 11 ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa to đến rất to. Quảng Bình, Nam Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm một đợt. Thưa quý vị, và đó là những thông tin cuối cùng trong chương trình hôm nay và chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hãy tiếp tục cập nhật các thông tin trong chương trình 60 giây chiều phát sóng vào lúc 18:30 trên cả hai kênh HTV7 và HTV9. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.